Thì đề bài A bằng nè, trừ 6 phần 5 nhân 11, trừ 5 phần 3 nhân 8, trừ 4 phần 11 nhân 15, cộng 3 phần 5 nhân 8. So sánh với A với trừ 3 phần 10. Thì ở đây tại vì không cho sử dụng máy tính nên các bạn phải biến đổi thằng này. Thì các bạn để ý nè, 11 trừ 5 có phải ra 6 không ạ? Đúng các bạn. 8 trừ 3 có phải ra 5 không ạ? Đúng các bạn. 15 trừ 11 có phải ra 4 không ạ? Đúng các bạn. 8 trừ 5 có phải ra 3 không ạ? Đúng các bạn. Vậy mình sẽ tắt nè, các bạn đéo trừ dễ lại nè. 6 này có phải là 11 trừ 5 không ạ? Viết lại mẫu giúp đỡ. Tương tự những thằng này sẽ là 8 trừ cho 3. 3 nhân 8 viết lại nè. Trừ nè. 15 trừ 10, 11 phần 11 nhân 15. Tiếp tục như vậy cộng nè. 8 trừ 5 phần 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 5 nhân nhân 8. Được chưa? Chỗ này là bước từ bước này xuống bước này các bạn phải hiểu nha. Không hiểu là các bạn không giải quyết được nha mọi người. Sau đó mẫu số chung các bạn tách thành mẫu số riêng giúp đỡ nè. Đó, tách thành mẫu số số riêng. Đó, là giảng cố gắng giảng chậm để cho các bạn hình dung nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người thấy hay hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đây giúp đỡ nha mọi người. Đây là toán lớp 6 Olympic nha, các bạn cố gắng nha. Đây là câu cũng tương đối khó đó các bạn, lớp lớp từ cấp 2 là các bạn có khả năng giải không nổi đó các bạn cố gắng tập trung nha. Được chưa ạ? Rồi, cộng 8 phần 5 nhân 8 trừ 5 nhân 5 phần phần 8. Được chưa ạ? Ok chưa ạ? Sau đó các bạn rút gọn nè. Đó, các bạn rút gọn thấy chưa? Đó, bạn rút gọn giúp lỡ nha. Đó. Lỡ gặt như vậy là các bạn phải biết hình dung đây là mình rút gọn nha mọi người. Ok chưa ạ? Vậy là trừ nè, 1 phần phần 5 nè, trừ 1 phần 11 nè, trừ 1 phần phần 3 nè, trừ 1 phần 8 nè. Các bạn viết cẩn thận nha, chỗ nào bị sai các bạn cố gắng comment giúp lỡ liền nha mọi người. Trừ 1 phần 15 nè, cộng 1 phần 5 nè, trừ 1 phần phần 8. Rồi, trước ngoặc có dấu trừ trong đổi dấu nè, 1 phần trừ 1 phần 5 cộng 1 phần 11 trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 8 nè, trừ 1 phần 11 nè, cộng 1 phần 15 nè, cộng 1 phần 10, cộng 1 phần 5 nè, cộng 1 phần phần 8. Sau đó các bạn rút gọn nè, các bạn để ý nha. Đây. À, xin lỗi đây chưa có ai hết nè, viết lại các bạn chỗ này còn còn nha mọi người, đây với đây nè. Được chưa? Đây với đây. Xin lỗi đây đây với đây nè. Đó, vậy ở đây mình còn là gì ạ? Trừ 1 phần phần 3. Trừ 1 phần 3 nè. Các bạn cẩn thận nha. Ở đây mình do mình gạch nhiều quá mình quên. Đây với đây nè, để mình gạch chéo lại đây với đây nè, các bạn thấy không ạ? Và đây với đây nè. Đó. Vậy là trừ 1 phần 3 cộng 1 phần phần 8 và trừ 1 phần 11 cộng 1 phần phần 8. Các bạn kiểm tra trừ 1 phần 8 ở kia. À đây đúng rồi, sai chỗ này nè, các bạn thấy không ạ? Vậy đây với đây rút luôn nè. Đó, các bạn cẩn thận nha. Đó, thấy chưa ạ? Mình còn bị sai nữa, tại vì mình làm mình không có để ý á, mình dễ bị sai lắm nha. Còn cộng 1 phần 10 ở đây là cộng nè, ở đây trừ nè, rút luôn nè, các bạn thấy không ạ? Đó, vậy là còn lại là trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 10, 15 nha mọi người. Các bạn kiểm tra giúp lỡ nha, mình viết lại nè. Đó, cẩn thận nha. Được chưa? Rồi tới đây thì các bạn quy đồng mẫu số chung là 10, 15. Vậy là 3 thì nhân mấy à? Nhân 5 lấy trừ 1 nhân 5, 15 thì nhân cho 1, nhân 1 thì khỏi nhân. Vậy mình ra là trừ 5 cộng 1 phần 15. Vậy bằng bao nhiêu à? Bằng bao nhiêu à? Bằng trừ 4 phần 10, 15. Sau đó các bạn kiểm tra cái số này, trừ 4 phần 15 với lại trừ 3 phần phần 10. Thì để so sánh cái hai thằng này, các bạn có những cái phương pháp sau đây nha mọi người. Thì các bạn lấy tử thằng này nhân mẫu thằng này. Các bạn thấy không ạ? À? Lấy tử thằng này nhân mẫu này ra trừ 4, 40. Lấy tử thằng này nhân mẫu này ra trừ 45. Thì trừ 40 với trừ 45 thì thằng nào lớn hơn à? Thằng trừ 40 lớn hơn, vậy thằng này lớn hơn thằng này. Ok chưa ạ? À? Thằng này lớn hơn thằng thằng này. Đúng không ạ? À? Các bạn kiểm tra lại xem coi đúng không ạ? À?
Lợi lập luận như vậy có đúng không các bạn? Các bạn comment giúp Lợi đi ạ. À. Các bạn thấy Lợi lập luận ở chỗ này có đúng không ạ? À? Lập luận ngay chỗ này có đúng không ạ? À? Còn nếu mà các bạn không thể đâu để coi -40 phần 15. Đúng rồi, hoặc cắt 2 nha, là cắt 1 nè, cắt 2 nè, cắt 2 thì các bạn chỉ cần quy đồng mẫu số chung. Vậy 15 với 10 mẫu số chung là 30, vậy mình nhân tử. Ở đây 15 thì các bạn nhân 2 chân tử và nhân 2 ở dưới mẫu, vậy là -8 phần 30. Tiếp tục -3 phần 10, vậy cũng nhân 3 chân tử, nhân 3 chân tử và nhân 3 ở dưới mẫu. Đó. Vậy bằng -9 phần 30. Khi hai thằng này cùng mẫu được không hả? Thì các bạn so sánh ở trên tử được chưa? -8 lớn hơn -9, vậy cho thấy -8 phần 30 sẽ lớn hơn -9 phần 30, vậy từ đó suy ra -4 phần 15 sẽ lớn hơn -3 phần 10. Được chưa à, mọi người? Ok mọi người, trong quá trình like có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên